Xin kính chào quý khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng với chuyên mục Vòng Tay Nhân Ái, nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những tấm lòng chia sẻ tới bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối Ca Tuấn ở xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Cùng những kết nối của nhiều trái tim nhân ái đến chương trình, như thường lệ sẽ là những thông tin mà chương trình muốn gửi đến quý vị và các bạn. Số phận éo le của chị Nguyễn Thị Kim Hậu ở Di Linh sau vụ tai nạn đã cùng lúc cướp đi người em trai và khiến người chồng chị đà chấn thương nặng, nằm liệt một chỗ. Chị Hậu phải cáng đáng lo lắng chạy chữa cho chồng và nuôi nấng 4 đứa con thơ là hoàn cảnh đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng. Thưa quý vị và các bạn, đau đớn, mất mát trước biến cố tang thương, nhưng chị Nguyễn Thị Kim Hậu vẫn đang phải gồng mình để cố gắng với hy vọng giúp chồng hồi phục từng ngày sau vụ tai nạn thảm khốc. Giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho anh và các con khi tai ương ập xuống mái nhà. Giành giật lại sự sống cho chồng trong gang tấc, người phụ nữ này vẫn đang cầu nguyện những phép màu. Phép màu có thể khiến chồng chị hồi phục từng ngày một bằng sự kiên trì bền bỉ, nhẫn nại và thương yêu của một người vợ. Hơn 3 tháng trôi qua, anh vẫn nằm đây, trong đau đớn, tỉnh mê. Nhưng hy vọng vẫn còn, mỗi ngày anh một đỡ hơn và chị tin vào điều đó. Tin vào những gì chị, gia đình đã cố gắng, tin vào sự chung sức giúp đỡ của biết bao tấm lòng đồng cảm, sẻ chia, đã giúp đỡ anh chị từ hết bệnh viện này tới bệnh viện kia trong suốt hành trình phẫu thuật, điều trị mà con số chi phí lên tới vài trăm triệu đồng. Và chưa khi nào chị nguôi hy vọng. Đến giờ phút này thì nó thật là cũng nhờ mọi người rất là nhiều, các Phật tử rồi rất là nhiều cứu ảnh tới giờ phút này, nhưng mà giờ kinh phí là cũng đã hết rồi. Thì mọi người cũng mỗi chút cái lương tâm mỗi ít á thì cũng cứu, nếu không là chồng em giờ chết rồi. Nói chung là em thật sự là em không hy vọng là ảnh đi làm nữa quay trở về làm, thực tế là không có được. Em chỉ mong đó là được quanh quẩn nhà có cha, có bóng dáng cha thôi, chứ giờ con em mà không có cha là tội nghiệp, mới còn nhỏ dại quá. Rồi em về sau này chồng em về được rồi thì anh tự hy vọng anh tự là về sinh được bản thân anh thôi, còn em sẽ làm, em cố gắng lo cho các con rồi với ảnh nữa. Để anh có thể trở lại trong căn nhà mình với vợ và các con thơ, có thể tự vệ sinh và tự phục vụ nhu cầu tối thiểu, có lẽ thời gian cần rất dài. Mà cơm, áo, gạo, tiền cùng chi phí chữa trị mỗi ngày lại hết trong túi chị những đồng tiền xoay sở vay mượn. Và sự phục hồi của anh không thể là ngày một ngày hai. Cái tổng trạng của bệnh nhân này thì cũng nói chung là không có được tốt lắm, bởi vì thể trạng gầy yếu, với lại trải qua những cái cuộc phẫu thuật với lại đa chấn thương, nên là tập thì hiện tại vẫn cho tập ở tại giường. Trong giai đoạn là một tuần thường là chúng tôi là nhận là cho bên kia tập đó, thì nó sẽ nhiều các cái liệu trình hơn để giúp bệnh nhân nó hồi phục nó nhanh hơn. Nhưng cái bệnh nhân này tại vì là đa chấn thương và còn yếu nên vẫn phải tập tại giường theo như cái tiên lượng là cần thời gian hơn. Còn người mẹ này còm cõi trong cơn hoạn nạn của gia đình, càng nước mắt vì thương con, thương cháu. Những chiếc phiếu ăn từ thiện đang giúp cả gia đình bà vượt qua những tháng ngày bế tắc nhất, để có thể chống chọi với số phận nghiệt ngã, để bà dành con bà về lại giữa cuộc sống này, bởi bà không hình dung nổi tương lai phía trước của con dâu và 4 đứa cháu nội của bà sẽ ra sao nếu con trai bà cứ nằm đây thế này. Cháu nó là lao động chính, nhưng mà bây giờ thì cháu nó bị như vậy, giờ tôi cũng không biết làm sao mà nói nữa. Hồi trước kia thì nó còn làm được thì vợ con nó nhờ, thế giờ nó hết làm được, không biết là vợ con nó ra sao tôi cũng không hiểu. Từ cái ngày mình nằm đây tới giờ thì toàn ăn cơm từ thiện không à. Thì cũng lâu cũng đi mua một chút suất cơm ngoài về cho thằng này nó ăn cho nó có chất dinh dưỡng nó một chút thôi, chứ còn ở nhà thì cũng chẳng ai dám ăn. Những bữa ăn từ thiện, những đứa trẻ nguôi ngoai trong cơn đói, 4 đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi lớn, đứa ốm yếu, đứa mắc chứng teo ruột bẩm sinh. Chị còn sức, còn có thể đi làm. Nhưng ngay lúc này, bàn tay chị chẳng thể rời anh và con. Phía trước, tương lai gia đình chị như con thuyền đang chồng chành trong cơn bão. Quý vị và các bạn thân mến, với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, gia cảnh của anh Ca Tuấn ở thôn 4 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm vốn nghèo khó càng thêm điêu đứng, chới với. Mỗi ngày trôi qua, Ca Tuấn càng vơi đi những tia hy vọng cuối cùng, tia hy vọng của một con người khốn khó khát khao được sống. Và khát khao ấy của anh đã được những tấm lòng nhân ái trao thêm những tia hy vọng để anh được tiếp tục điều trị. Khi những biến cố ập đến trong cuộc đời, cũng là lúc con người ta chới với, mất phương hướng nhất. Những căn bệnh ở giai đoạn cuối cũng khiến biết bao gia đình, người thân và chính bệnh nhân vô cùng hoang mang lo lắng. Nỗi khổ ấy, biến cố ấy khi xảy đến với người nghèo, khiến họ càng vô vọng, bởi không có một sự cứu cánh hay điểm tựa nào để họ có thể bấu víu và gắng gượng. Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối của anh Ca Tuấn đã làm cho gia cảnh vốn nghèo khó càng điêu đứng, chới với. Điều khiến anh Ca Tuấn khổ thầm nhất đó là người vợ ốm yếu vì căn bệnh bị hở van tim, nhưng vẫn gắng đi làm thuê để có tiền chạy chữa cho anh, đã được những tấm lòng hảo tâm của khán giả chương trình Vòng Tay Nhân Ái cùng sẻ chia đỡ đần. 5.700.000 đồng đã được trao đến anh Ca Tuấn. Sự đùm bọc này đã giúp đỡ anh có chi phí đi lại chạy thận trong nửa năm tới. Những tình cảm, sự giúp đỡ tiếp theo tới anh Ca Tuấn, chương trình Vòng Tay Nhân Ái sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin tới quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, chuyên mục Vòng Tay Nhân Ái và hộp thư bạn nghe đài của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục nhận được những tình cảm của những tấm lòng sẻ chia từ khắp nơi gửi tới. Vòng Tay Nhân Ái xin thông báo về những nghĩa cử của quý vị đã kết nối với chương trình từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2019. Gia đình hai cháu Phúc An, Bảo An, 11B Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình hai cháu Lục Bạch Duệ và Lục Bạch Hạo ở Bắc Kinh ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình anh Sửu, 77/40 Phan Bội Châu, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Sero Kim Quyên ở Italy ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Kim Ngân ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Harry Lewis ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Minh Nhật ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Chị gái hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thủy bán chả cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vân hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Bé Tài hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Nguyễn Đình Gia Quân và Nguyễn Phúc Bảo Trân, 380 Nguyên Tử Lực, phường 8 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Hai cháu Hồ Vũ Bảo Nghi và Hồ Vũ Khôi Nguyên, 51/5 Pha Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Cháu Trần Bảo Quyền, 51/5 Pha Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Nhật Khánh Nhi, 51/5 Pha Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Ánh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Kim Anh bán cà phê chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Ba cháu Ngân Liên, Quang Sang và Ngân Giang, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vũ Thị Hương, 12 Đa Minh, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 25 kg gạo và 1 triệu đồng. Anh Mai Duy Châu, 840 thôn Ánh Mai, xã Lộc Châu, Bảo Lộc ủng hộ 1 triệu đồng. Anh chị Phong Mai, 18/3 Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 400.000 đồng. Phật tử chùa Từ Thuyền, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 1 triệu đồng. Anh Sơn, vật liệu xây dựng Hoàng Sơn, 119 Nguyễn Trung Trực, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Bà ngoại, phường 9 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Gia đình Bắc Võ Hương, 51 Phạm Hồng Thái, phường 10 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Phật tử tịnh độ chùa Linh Sơn, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chị Dương Thị Hồng Tâm, 14 Cổ La, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Võ Thị Mộng Thúy, 21/19 Trần Phú, phường 3 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Trương Thị Tuyến, nhà nghỉ Bảo Khang, số 79 Bùi Thị Xuân, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Bác Lê Thị Thú, 172 Tô Hiến Thành, phường 3 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Gia đình anh Toàn, phường Đổng Thiên Vương, phường 8 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. anh Nhật Sù, 128, Lý Nam Đế, phường 8, Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Tiệm cơm Ngọc Châu, số 2, khu Hòa Bình, Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Gia đình anh Nguyễn Chí Trung, 16B, Gia Gút, thành phố Đà Lạt ủng hộ 5 hoàn cảnh khó khăn và 5 học sinh nghèo 10 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chuyên mục Vòng Tay Nhân Ái. Thời lượng của chương trình cũng xin khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.